Mến chào quý bà con đã trở lại với LTK Bonsai. Hôm nay kênh cũng giới thiệu một số cây bằng lăng quái và một số bonsai mini tại điểm bán của Thúy An. Rồi chào bà con An ơi. Mến chào quý bà con đã ghé thăm kênh LTK Bonsai nha. Cây cảnh an bình hôm nay cũng xin giới thiệu với tất cả bà con mình mặt hàng cây kiểng đa dạng và phong phú ha. Là mai chiếu thủy, bằng lăng rừng và một số cây bonsai sam cần thăng ha. Để giao lưu với tất cả bà con trên toàn quốc nha. Mọi thông tin chi tiết thì cô chú anh chị mình vui lòng liên hệ về số điện thoại của em 0939700449, cũng là số Zalo liên hệ nha quý cô chú anh chị. Và quý cô chú anh chị nào xem kênh thì nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ ha. Xin chân thành cảm ơn rất là nhiều nha. Đến với mã đầu tiên thì cây này là cây bằng lăng hoa tím lá trung, đã được dăm và sống khỏe rồi nha cô chú anh chị. Cành chi tai đã rất là lớn nha. Cao cây này tương đối là 85 ha. Đó, giờ cái độ già của cây rất là lâu năm rồi. Tổng bề ngang này ha, từ đây tới đây lớn nhất nha, là 115. Những mặt lũa thì đã cứng và sành rồi ha. Những cây này mình về mình tạo lũa thêm chơi rất là đẹp luôn. Cây rất là độc lạ ha cô chú anh chị. Lũa hết trơn ha. Dạ lũa, mặt này người ta chơi lũa rất là đẹp luôn. Lũa tự nhiên thì nó hay đẹp hơn là lũa mình tạo. Rồi, trơn rồng nó đi. Đó. Nhưng mà cây vẫn sự sống ok. Dạ ha. Vẫn sự sống khỏe mạnh. Mình về thì mình cứ để như vậy và mình lên chậu giùm em nha. Đừng có động bầu nhiều, rễ non nó đang ăn, cây nó đang phát triển mạnh ha cô chú anh chị. Và những mặt hàng bằng lăng này thì người ta hay ghép tường vi miền Tây hoặc là tường vi huyết long, làm cho tăng giá trị của cây thêm. Và xiên hoa nữa, màu nguyên thủy của nó là màu tím nha. Rồi quý cô chú anh chị nào không chưa xem rõ thì cứ nhắn tin số Zalo em sẽ hỗ trợ chụp hình thêm. Cây này báo giá bao ship cũng toàn quốc cho mình là 4.900.000 đồng nha cô chú anh chị. Cây rất là lớn và nặng nha. Đến với mã số 2 cũng là bằng lăng hoa tím lá trung nha. Đây, cây này hiện tại cũng đã đâm chồi sống khỏe rồi nha. Cô chú anh chị mình an tâm về sự sống của cây ha. Em xin báo chiều cao tương đối của cây là 90 nha. Những cây này hiện tại rất là nặng, khoảng 2 người khiêng có thể là ẹ ạch đó, khiêng không nổi đó. Cái chỗ lớn nhất của cây tại vị trí trên đây nha, là 67 nha. Đây. Tổng bề dài đế của nó là 65 nha cô chú anh chị. Đó, những cái mặt này nè người ta có thể tạo lũa thêm. Đó, cây khỏe mạnh. Phần trong đây là nguyên một vết lũa bọng ha. Rất là độc đáo luôn. Cứng cáp hả? Dạ, cứng cáp luôn. Đó, những cái này rất là nặng quý cô chú anh chị mình nhận cây rồi sẽ thấy được cái sức nặng của cây ha. Rồi cây này có giá là 2.800.000 đồng nha. 2.800. Mã số 2. Số điện thoại liên hệ của cảnh An Bình thì có để dưới mô tả YouTube kênh là TK Bonsai ha, là 0939700449 nha. Những cây này hiện tại là hàng khai thác nha cô chú anh chị. Khai thác tự nhiên. Dạ, khai thác tự nhiên. Cao cây này tương đối là 60. Đó, chưa qua chỉnh sửa thì cây nó vẫn có cái nét đẹp rồi ha. Nữa mình về mình tạo thêm những cái nét đẹp riêng của nó nữa. Rồi, để em đo tổng chiều dài bộ đế của cây nha. Từ đây tới đây ha là 60 nha quý cô chú anh chị. Bằng lăng hoa tím lá trung, mã số 3. Rồi cây này có giá bao gồm phí là 1.500.000 đồng nha. Cái này là dính liền với nhau nha cô chú anh chị. Đến với mã số 4, cây này là bằng lăng hoa tím lá nhỏ nha. Đó, hiện tại những mặt hàng này đang là chơi lũa nha cô chú anh chị. Cao tương đối cây này ha là 48, dáng cây này cũng khá là đẹp ha. Do nhánh mọc nhiều quá nên mình không dòm thấy được cái dáng nó kỹ. Đây, đây là mặt lũa nha. Đó. Cái này những cái nhánh là không cần thiết thì mình cứ ngắt bỏ bình thường không sao hết. Rồi, tổng chiều dài đế của cây là 50 nha. Đó. Dạ, tổng chiều dài đế. Đây. Thân rất là đẹp luôn. Tự trưng vậy thôi. Dạ. Rồi, cây này có giá là 1.500.000 đồng. Dạ. Cũng bao gồm phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Những cái nhánh nào không cần thiết thì mình cứ việc ngắt bỏ nha cô chú anh chị. Cây vẫn sống khỏe bình thường và không sao hết. Và cây những cây này thì em có chính sách bao sống cho mình trong vòng 2 tháng nha. Mã số 5 nha. Mã số 5 thì em xuống miền Tây ha. Cây này là cây sam siêu bông dáng lắc lượng ha cô chú anh chị.
uống bonsai cho mình hết rồi ha. Cao cây này tương đối là 38 nha, ngang của cây này là 45 ha. Chi tán người ta đã vô khỏe và mặt cắt cũng khá liền lạc rồi nha cô chú anh chị. Sam siêu hoa ha, đang lên bông rất là nhiều nha. Tổng thân của cây là 14, phần đế ở dưới đây còn nữa nha, do vận chuyển nên em sẽ không moi ha. Giá là 750.000 đồng và cũng bao gồm phí ship đến tận nhà cho cô chú anh chị mình cho mã số 5 nha. Rồi quý cô chú anh chị nào thích cây nào thì cứ liên hệ về số điện thoại của em ha, 0939700449 cũng là số Zalo nha. Cây này có chiều cao tương đối là 35, ngang tổng tàn của cây là 44 ha. Có chính sách giảm giá mua 2 cây cho lên ha. Có 2 cây thì em xin giảm lên 100.000 đồng cho mình nha. Và phí vận chuyển cũng bao toàn bộ hết. Đây 13 là hoành thân của cây ha. Sam siêu bông nha. Rồi hoa rất là thơm. Cây này có giá là 800.000 đồng cho mã số 6 nha cô chú anh chị. Dáng cây nào cũng rất là nghệ thuật nha. Bonsai ha. Mã số 7. Những cây này thì càng có giá trị thêm khi mà mình về mình thay cái chậu kiểu ha. Cây này có chiều cao tương đối là 33. Những mặt hàng này đang được ưa chuộng rất là nhiều nha. Để trưng quán cà phê hay là hiên nhà cũng rất là đẹp. 32 là tổng tán ngang ha. Một thân một cốt lắc lượng đế đều ha. 14 là hoành thân của cây. Mã số 7 có giá là 750.000 đồng nha. Đối với khách ở gần thì em xin giảm 50.000 đồng nha. Còn khách ở xa thì phí em nó hơi cao tí ha. Cây me dáng quái miền Tây. Me này là me chua nha. Cao cây này tương đối là 50 ha. Tán ngang của nó là 52. Bonsai rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đã từng có trái chưa? Dạ đã từng có trái rồi. Rất là già rồi đó. Đó, vừa bonsai vừa có trái dòm rất là đẹp, dáng nghệ thuật. 14 là hoành thân. Tổng đế của cây là 47 nha. Phần đế của cây khá là đẹp luôn. Rồi cây này có giá là 1.600.000 đồng cho mã số 8 nha. Dáng lông rất là đẹp ha cô chú anh chị. Đến với mã số 9, cây này là cây ổi tàu nha. Ổi tàu thì càng già trái càng sai và trái nó cũng có mùi thơm nha cô chú anh chị. Đây, cao tương đối của cây này là 29. Tổng tán nha. Tổng tán dài nhất của cây là 53 và rộng của nó là 35 nha. 35, 35. Dạ. Tàn cũng khá ấm rồi ha. Có trái rồi ha. Dạ có trái, từng có trái rồi nha. Song long lắc lượng một cốt hai thân. 12 là hoành thân đại diện nha. Còn phần dưới đây thì cũng khoảng 10 ha. Đây. Đế cũng có đế luôn nha quý cô chú anh chị. Về mình nuôi không bao lâu thì cây nó sẽ có trái nha. Rồi. Trái bằng đầu ngón chân ha. Cái này có xếp chậu không? Dạ không. Có giá là 2.300.000 đồng nha. Cây ổi xẻ mã số 9 nha. Chậu này xi măng rất là dở luôn. Tại vì nó không có cái sàn xương ở trong á. Khi mà mình vận chuyển thì dễ bể. Cao cây này tương đối là 28 nha. Cũng là ổi tàu luôn ha. Đó. Tổng tán này của nó là 45 nha. Đó, một con rắn ha cô chú anh chị. Thân lắc lượng. Rồi 13 là hoành thân của cây này ha. Đây để đây ha. Rồi cây này có giá là 1.600.000 đồng mã số 10. Những mặt hàng này đang được giao lưu khá là mạnh nha. Tại vì nó có cái vị thuốc luôn đó. Mã số 11 là cây cần thăng bonsai nha. Cái này thì mình chơi dáng thế nghệ thuật ha, chứ không có hoa nha cô chú anh chị. Cái này chiều cao của cây này là 34 nha. Bonsai để bàn ha. Tổng tán ngang của cây này là 36 nha. Cây này là cây 11 nha quý cô chú anh chị. Tổng củ của cây là 34. Và hoành thân của cây tại vị trí này trên đây em đo ha là 17 nha. Cây này cũng khá là già rồi. Có giá bao ship toàn quốc đến tận nhà mình là 600.000 đồng mã số 11 nha. Trước khi nhận hàng thì mình được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Cây có bất cứ vấn đề gì thì cứ gọi liên hệ lại em ha. Mình có thể thỏa thuận nha cô chú anh chị. Cây này có chiều cao tương đối là 66, mã mai chiếu thủy trung nu cụm rừng nha. Đó, chi tán người ta đã tạo cho mình hết rồi. Về chỉ cần thêm giá thể và sang chậu. Tổng tán ngang dài nhất của cây là 76 nha. Em đã đo trừ hao cho mình hết trơn rồi ha. 2, 4, 6, 7 thân nha. Đây, một thân lớn nhất của cây nha. Em xin đo tại vị trí này ha. Là 15 nha quý cô chú anh chị.
Dòm cái thân của cây là mình biết được độ già của cây khá là lâu năm rồi ha. Cây này có giá là 1 triệu đồng cho mã số 12 nha. Những cây này thì phí ship em nó hơi cao, do mình đóng cái lồng bảo vệ cho cây nó khá lớn nha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 13 cũng có giá là 1 triệu đồng nha. 65 là chiều cao. Đó, một thân mẹ, một thân con, mẫu tử ha. Ngang này của nó là 63. Mai chiếu thủy trùng nu nha quý cô chú anh chị. Cây này thì thích hợp trồng ba miền luôn. Đây, tổng thân của cây là 22 nha. Đây, da xam hết trơn rồi ha. 1 triệu đồng cho mã số 13 nha. Bao gồm phí ship toàn quốc ha. Những cây này mình... Số điện thoại liên hệ của em là 0939 700 449 nha. Đây, cái này em có vô một cái cây vô chậu thử cho mình á. Là vô chậu hình chữ nhật gì nè, rất là đẹp luôn. Nhưng mà cái này em xin để lại chậu nha. Chậu này em không gửi nha. Cái này có chiều cao tương đối là 67. Để bưu điện không nhận hay sao? Dạ, bưu điện nó cũng nhận nhưng mà do cái chậu nó rất là nặng. Với lại phần về tới nhà em sợ nó không có còn để mình chơi á. Đâu rồi, giờ đo làm sao? Đo tọ. Cái thân đại diện này em xin báo là 13 đi nha. Mấy thân? 2, 3, 4, 6 thân. 6 Ủa? Thân, 2 cụm phải không? 4 là 7 thân. 2 cụm. 7 thân, 2 cụm. Mình nuôi từ từ lâu dần thì nó sẽ đan xen rễ vào nhau luôn nha. Có thể là trở thành một bệ đế. 14 có giá là 900 ngàn đồng với điều kiện là không bao chậu nha cô chú anh chị. Với mã số 15, cây này là cây nguyệt quế lá xoắn bông chùm. Cây này có chiều cao tương đối là 40 nha. Đó, cây này có cái dáng đổ ở đây ha cô chú anh chị. Tổng tán nha là 47. Dòng lá xoắn thì rất là xiên hoa và xiên trái nha. Mặt cắt của cây tại vị trí này ha. Đó, có một nhánh ra luôn. Rồi, thân của nó là 17. Đế cũng khá đẹp ha. Và cây này có giá là 700 ngàn đồng nha quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị nào hợp nhãn cây nào thì cứ liên hệ về số điện thoại của em nha. 0939 700 449 nha. Mã số 16. Này là nguyệt quế lá xoắn ghép với nguyệt quế thái nha. Thái này cũng rất là xiên hoa nha cô chú anh chị. Cao tương đối của cây này là 50 ha. Tán ngang của cây là 49 nha. Đây, phần ở đây em xin báo là có một vết lũa đã sành nha cô chú anh chị. Rồi, hoành thân là 49 khoét. Đâu chưa đâu. Hoành thân của cây là 21. Đó. Rồi cây này cũng không bao gồm chậu nha. Có giá là 16. Ô, mua 800 ngàn đồng cây 16. Đây, ghép của cây đây. Cái này lành hết trơn rồi. Hỗ trợ chụp hình thêm cho mình nha. 800 ngàn đồng cho mã số 16 ha. Cũng hoa màu trắng luôn nha. Rất thơm ha. Rồi đến dòng mai chiếu thủy mini ha. Giá 500 ngàn đồng. Cây này cao tương đối cây này là 62. Ngang tổng của cây là 45 nha. Những cây này người ta hay về người ta trồng xen với nhau á để cho thành một giống như là một cái hòn non bộ. Một cái này là 3 cây nha. Một thân đại diện của cây thì có thể là 9 ha. Và tổng 3 thân là 19 nha. Rồi cây này có giá là 500 ngàn đồng cho mã số 17. Giá cũng bao gồm phí toàn bộ đến tận nhà ha. Quý cô chú anh chị mình nhận hàng được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận nha cô chú anh chị. Mã số 18. Cao cây này tương đối là 49 nha. Ngang của nó là 46. Mình muốn cho cây ra hoa thì mình ở không cái mình lặt lá. Lặt lá là bắt đầu là ra hoa nha. Bây giờ thân lớn nhất của cây thì khoảng 78. Dạ. 678 đi. 678 đi, thân nhỏ nhỏ bự bự luôn đó. Rồi cây này có giá là 500 ngàn đồng cho mã số 18. Hai cây thì em sẽ giảm lên 100 ngàn cho mình nha. Rồi cây này là cây 19 cũng là 500 ngàn đồng. Mai chiếu thủy trung nu. 50 là chiều cao. Tán ngang của nó là 45 ha. Đó, cây này thì gồm 3 thân nha. Thân lớn nhất thì khoảng 10 ha. Đó. Cây này cũng có giá là 500 ngàn đồng nha. Chỗ em ở hiện tại là khu vực Thới Hòa, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ nha. Đến với cây mã số 20 cũng là giá 500 ngàn đồng luôn. Dòng mai chiếu thủy trung nu nha. Cao cây này tương đối là 48 ha. Đó. Ngang của cây là 50. Cây này không đo một đơn thân được. Bây giờ em đo tổng cụm ra cho mình tham khảo nha. Là 27 ha. Rồi cũng đồng giá là 500 ngàn đồng.
Quý cô chú anh chị nào xem clip nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ giùm ha, để nhận được thông báo clip mình vừa đăng nha. Cây này có chiều cao tương đối là 50, ngang tổng của cây là 43 ha. Thân lớn nhất của cây là khoảng 9-10 nha cô chú anh chị. Đó. Rồi cây này có giá bao gồm phí là 500.000 đồng, hai cây thì là 900 ha. Cứ việc hai cây thì em giảm lên 100.000 nha. Rồi cây này cao tương đối của nó là 53, cũng là mai chiếu thủy trung nu ha. Đó, càng về già thì nu nó càng rõ rệt nha cô chú anh chị. Thân lớn nhất của cây này là khoảng 10-11 nha. Đó, cái này thì gồm 5 thân ha. Giá là 500.000 đồng cho mã số 22 nha. 23. Đó, rồi ai chốt số lượng nhiều á thì em xin giảm giá lại cho mình nha. Cây này có chiều cao là 58. Tại người ta hay mua về người ta trồng giống như là vô một cái chiếc thuyền gì đó. Rồi người ta ở chuẩn dưới người ta nuôi cá. Cây mã 23, mai chiếu thủy cụm rừng. Rồi cây này cũng đồng giá là 550.000 đồng, 500.000 thôi. Đồng giá 500 luôn đi. Cây này là cherry resin nha cô chú anh chị. Cái này thì đang chuẩn bị cho trái thôi chứ chưa có trái nha. Cây này có chiều cao tương đối là 99. Đó, clip này em chỉ có được một cây thôi. Cherry nha. Cái trái màu đỏ đỏ đen đen hổng gài như em giao lưu đó. Dạ, chuẩn bị cho trái thôi. Tại vì hổng gài cái dòng kia thì mấy cây có trái em đã bán hết rồi. Cái này chưa có trái. 8 là hoành thân nha. Rồi em xin báo giá là 1.200.000 đồng cho mã 24 ha. Là mã 24 á. Quý cô chú anh chị nào chốt mã thì nhớ mã số giùm em nha, để tránh gửi sai cây cho mình ha. Cái này là mai chiếu thủy lá lớn nha quý cô chú anh chị. Đây, bây giờ em đo tổng cái tán gì cho nó đi. Ở đây, từ đây tới đây thôi nha. Là 88 ha. Đó. Cây thì có một cái vết lũa ở đế nha, nhưng đế khá đẹp ha cô chú anh chị. Bây giờ đo, quay qua đây đi rồi đo thân. Đây, cái mặt cắt cũng đã liền lạc rồi nha. Thân của cây thì là em xin báo 16 ha. Đó. Đế của cây thì có một cái vết ca la thẹo này nha. Rồi cây này có giá là 900.000 đồng cho mã số 25 nha. Và những mặt hàng em like đều bao trọn bộ phí ship đến tận nhà cho mình ha. Cây mã số 26, cây này là cây khế chua ghép khế nhật nha. Đế nơm hết cô chú anh chị. Cao cây này tương đối từ đây tới đây là 50. Còn phần giót đọt em không có đo nha. Khế nhật phải không? Đó, khế nhật siêu trái ha. Ngừng à. Đây, bông hoàng ở đây ha. Hoa khế rất là đẹp luôn quý cô chú anh chị ơi. Xiên hoa xiên trái lắm. Rồi, ghép quay đi. Đó. Cây phát triển rất là mạnh rồi. Cổ thân ở chỗ này đi là 12 nha. Còn đế này em không đo ha. Và cái này em bó bầu nha cô chú anh chị. Có giá là 550.000 đồng cho mã số 26 ha. Cái chậu này nó dở, với lại phần nó không có thích hợp với cây. Rồi để em đo cái chiều cao của cái phôi khế này nha. Cũng là 50. Và khế này, dạ ghép. Cái này ghép khế nhật. Đó, dòng cái hoa khế nó đẹp dã man. Đây, cây này có giá là 500.000 nha. Đây, 13 là hoành thân ha. Đây có một cái vết thẹo nha. Thôi cây này bán 400 thôi. Bao sống không? Bao sống luôn, cây thuần chậu mà. Sống bao lâu? Bao sống trong vòng 1 tháng mà cứ hễ cây suy yếu thì cứ điện cho em trước nha. Em kêu mình chăm thêm thì có thể gì thì thương lượng với em ha. Mã số 28, cây này là khế gân nha. Khế gân cũng có vị chua nha cô chú anh chị. Dạ ghiên. 80 là chiều cao ha. Tổng tán ngang của cây là 57 nha. Ở cái này người ta uống bonsai sơ sơ cho mình hết trơn rồi ha. Cũng cái cành quắn 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 rất là đẹp rồi. Bây giờ em đo thân của cây tại vị trí này nha, là 17. Nguyên một cục đế dưới rất lớn luôn chú anh chị. Rồi cây này có giá là 1.000.000 đồng cho mã số 28. Cây cuối clip vui cảnh an bình nha. Em xin gửi lời cảm ơn tất cả các chú anh chị gần xa đã luôn ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Và hãy đăng ký kênh LTK Bonsai nha, để nhận được thông báo khi clip vừa lên. Em xin chân thành cảm ơn rất nhiều ạ.